Rồi, hello anh em nè, bắt đầu lên sóng một con xe mà theo em biết ha, là thị trường Việt Nam chưa có ai bán nha anh em. Nhìn sơ sơ thì anh em nói à con này là Canopy. Thị trường Việt Nam có bán nhưng mà có bán hai thì nha anh em. Con này vẫn là Honda Canopy. Nhưng đặc biệt nó đọc cái là 4 thì FI nha anh em. Canopy 4 thì FI. Theo em biết thì thị trường Việt Nam con này chưa có bán nha nè. Giờ em công khai một cái giá nó luôn là 30 nha nè. 50cc FI. Phun xăng điện tử đây nè. Phun xăng điện tử 50cc 4 thì á. Có mái che, có mui che luôn anh em. Tương tự như ô tô nha. Một con xe máy mà có những cái phần đồ là như ô tô nha nè. Có gạt mưa, có rửa kính, có gạt mưa rửa kính luôn anh em, hai kính zin luôn nè, cao su zin nè anh em, mũ này là mũ xám nè, châm nước nè anh em, cái bình châm nước ấy nó đây nè, nè bắn nước rửa kính nè, nó gạt mưa nè, đó đã chưa anh em, nè anh em là thấy gạt mưa nó chưa? Một con xe Honda mà có những cái phần của ô tô có gạt mưa rồi nhìn đã không anh em. Tắt cái này nè, công tắc gạt mưa nè. Công tắc này là công tắc nước kính nè anh em. Nè, đó. Bấm ở đây là nước chạy lên nè. Gạt mưa. Đó, đã chưa anh em. Con này 50cc 4 thì FI nha. Canopy. Thị trường Việt Nam là em thấy chưa có thấy bán con này nha. Có mấy anh em có nhưng mà có mấy con Canopy 2 thì anh em, 2 thì em cũng có bán cũng mấy con rồi anh em, nhưng mà FI này là chưa thấy nha. Có mái che 4 thì FI. Có thùng sao Canopy, anh em nào mà thích đập lạ nè, sưu tầm con này về chơi ha, 30 triệu anh em, bao anh em máy móc nguyên zin. Giờ những cái phần con xe này nó bị lỗi ha, nhưng mà mấy cái phần này thì khắc phục anh em về làm là cũng được ha. Bị lỗi là nó gì nè anh em, đây nè nứt nè, nó nứt cái này nè, nó anh em về hàng đánh bát lên em ha. Hàng đánh bắt thì em nghe nè, hai kính zin, hai kính zin nghe nè, nổ máy luôn đi. 50cc 4 thì FI nghe anh em. Đề từ luôn nha. Máy đề từ nghe anh em, chứ không còn là 2 thì nữa. 2 thì đi trường đã có rất nhiều anh em chơi rồi ha. Con này là 2 là 4 thì FI nghe, đây đề từ nữa nè anh em. Anh em nào ngại chơi 2 thì nè, dứt con này giùm em, 4 thì FI có mái che. Con này là thị trường hơi bị độc luôn nha. Biết chưa anh em? Bốn thì FI nè, nó bốn thì FI mà đề từ là nó gì nè anh em, bấm vô là lăn nhẹ quá xe. Đó, đã chưa, quên và phần lỗi con này nữa nè anh em, nó thiếu cái này nữa anh em, nó thiếu cái miếng chụp ở đây nè nè. Giờ anh em á, cần thiết anh em gắn một cái đồ mà đựng chế một cái đồ mà đựng đựng chai uống nước anh em, cái rổ đây nè, đúng bài chế cái rổ ngay đó luôn nè. Đó, 4 thì FI nha. Anh em nào ngại chơi 2 thì
con này là một sự lựa chọn khá ok nha. Mà thị trường hiện tại là cũng không có con này nữa nè em. Em là không có thấy bán con này nữa đó. 4 thì FP chứ không phải 2 thì nghe nè. Đây xi nhan. Xi nhan chỉnh chỉ hết nha. Xi nhan càng đàn chỉnh chỉ nha nè. Nói chung phần điện con này là chỉnh chỉ hết à. Anh em là chỉ rớt lúa là chơi thôi ha. Anh em nào mê 4 thì FP thì alo em. Dạ em công khai giá con này luôn ha, là 30 triệu. Bao anh em máy zin, ngủ trắng bu lia. Có máy che full chức năng cho anh em về sử dụng ha. Rồi, anh em nào quan tâm alo số điện thoại em ha, 0832354148 nha anh em. Rồi, thank you anh em đã xem video luôn nha.